Thưa quý vị, sáng nay Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết một năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Ban Chấp hành Trung ương Đảng với sự tham dự của hơn 300 đại biểu và 2.200 đại biểu tại các điểm cầu địa phương. Tháng 5 năm 2022, Hội nghị Trung ương năm khóa 13 đã thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Đến ngày 5 tháng 8 năm 2022, chỉ sau 2 tháng từ khi có nghị quyết của Trung ương, 63 trên 63 Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố đã nhanh chóng được thành lập. Trong đó có 3 địa phương thành lập sớm nhất là Hà Nội, Đà Nẵng và Thanh Hóa. Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đến nay, các địa phương trong cả nước đã khởi tố mới 530 vụ án, 1.858 bị can phạm tội về tham nhũng. Số cán bộ đảng viên bị khởi tố do hành vi tham nhũng tiêu cực là 1.132 bị can. Kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo sau một năm đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến ngày càng rõ nét hơn trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương, nhất là trong phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực, từng bước khắc phục tình trạng trên nóng, dưới lạnh. Có thể nói, ít có nghị quyết nào được quán triệt triển khai thực hiện khẩn trương như nghị quyết Hội nghị Trung ương năm khóa 13 về thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Điều đó khẳng định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là đúng đắn, cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, thể hiện quyết tâm cao của các địa phương, sự đồng lòng, nhất trí từ Trung ương đến địa phương và cơ sở, sự đồng thuận ủng hộ của cán bộ đảng viên và nhân dân theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh còn là dấu mốc quan trọng, nói lên hệ thống tổ chức, bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của Việt Nam ta được hoàn thiện thêm một bước mới. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả việc thành lập và triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo nghị quyết số 67 ngày 2 tháng 6 năm 2022 của Ban Bí thư, trao đổi, thảo luận, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, xác định nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, góp phần tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.